Hai con giáp phất lên như diều gặp gió trong tháng cuối cùng của năm 2022. Xin chúc mừng hai con giáp dưới đây bởi các bạn sẽ đón nhận vận may trời ban trong tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2022. Trong tháng này, dù làm việc gì, các bạn cũng sẽ đạt được thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. Công việc thì suôn sẻ, thuận lợi, tình duyên thì nở rộ, gặp hoa, hoa nở, gặp người yêu. Gặp người, người yêu, ra đường thì được quý nhân tương trợ, giúp đỡ, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu cả ngày không hết, mọi sự hanh thông, tiền tình như ý. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé. Xin chúc mừng các con giáp sau đây. 1. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu có tính cách cần cù, kiên trì và không biết mệt mỏi. Có tính tiến thủ, làm việc ổn định, dám nghĩ, dám làm, dám xông lên phía trước, có ý chí hướng của phái giang hồ hiện đại. Có hai cá tính đối nghịch nhau, khi gặp khó khăn thì rất kiên tâm vững vàng, tư tưởng kiên định, quyết đoán, nhưng lại hay dao động về tình cảm khi gặp xúc động mạnh. Thân thiết ôn hòa, sống ngăn nắp đâu vào đấy, biểu hiện một đức tính quá cẩn thận và rất dè dặt. Tính chính xác và ham mê điều tra nghiên cứu, giàu lòng thương người và đức tính từ thiện mạnh mẽ. Có cá tính ngang ngạnh, rất ghét sự ỷ lại vào người khác. Người tuổi Dậu thường có khuynh hướng làm nghề tự do, nhưng họ cũng thích làm việc lớn cho xã tắc. Phần đông người tuổi Dậu chủ yếu phát đạt về giai đoạn trung niên. Nhiều người tuổi ấu thơ, thiếu niên, thanh niên rất hàn vi khổ cực, song chủ yếu càng về sau lại càng phát đạt. Đa số người tuổi Dậu hay nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người bạn bè, người thân, con cháu trong gia đình. Họ có khả năng xuất nhập tiền tài rất lớn, song cũng chính vì vậy mà long đong vất vả. Họ cũng có được của cải đất đai của mình, nhưng phải bị tổn thất nhiều lần mới có được. Trong thương trường, khi đầu tư, họ phải kiên trì và nhất thiết phải làm theo kế hoạch, sẽ có gặt hái lớn. Tử vi tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch cho biết, tài lộc của tuổi Dậu vượng lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình, Dậu còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt là việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chia doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng chạp cận Tết, cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc, giúp tài khoản của tuổi Dậu tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng. Các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Dậu được khuyên đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình, chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất, khi có, bạn sẽ tự tin hơn. Gặp được tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra thì bạn cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy thì con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Tháng Quý Sửu này, tuổi Dậu gặp được cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu đây sẽ là một tháng nhiều điểm sáng với con giáp. Mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Phương diện sự nghiệp của tuổi Dậu có thêm cát tinh thiên ấn che chở nên vận trình không tệ chút nào. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Tài chính ở thời điểm này khá dư giả, Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và nghề tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết
hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần trong nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy thì con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui, một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng, vun vén nhà cửa, người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy người mình yêu, định mệnh của mình. Tháng này tuổi Dậu cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh lâm đất bệnh dự báo những bất lợi cho cơ thể của bạn. Có thể là những chứng bệnh cũ tái phát hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau. Hung tinh ngũ quỷ nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật và tai nạn. Để may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Hợi. Những gia chủ tuổi Hợi là người chân thành, ngay thẳng, tâm tình khẳng khái, vô tư, vui vẻ, rộng mở và ôn hòa. Họ thích làm công việc thực hành khá chu đáo, mặt khác có lòng kiên nhẫn trong công việc. Họ vốn có tính ngây thơ, lãng mạn và hay thích giành thuận lợi cho người khác. Hay có sự đồng cảm thương người, có tính tự ái, cá nhân rất cao khi bị phê bình. Có tính ỷ, hay uể oải, mệt mỏi và thiếu tính linh hoạt nhanh nhẹn. Lập trường thiếu kiên định hay dao động tình cảm. Dễ bằng lòng và dễ tha thứ cho mình khi gặp sai lầm, khuyết điểm. Người tuổi Hợi không thích quan hệ ngoại giao và giao du ngoài xã hội. Về sự nghiệp cuộc đời, người tuổi Hợi có tiền của tương đối tốt, họ có nhà cửa đất đai, song trong cuộc đời có nhiều tổn thất lớn về tiền bạc. Những người tuổi Hợi có một số đứng chữ đinh quý trong sự nghiệp quan trường có lúc thăng tiến, nắm chức vụ quyền cao chức vọng. Tuy nhiên nếu thất lệch không chính cách thì cuộc đời cũng gặp nhiều khó khăn. Nhìn chung đối với tuổi Hợi, bao giờ tuổi thanh niên cũng vất vả, long đong, trước 30 tuổi chưa thành đạt, phần lớn thành đạt trong quãng đời trung niên. Số đông làm quan phát đạt được thăng quan tiến chức sau ngoài 40 tuổi. Trong cuộc đời, họ cần chú ý phát huy thế mạnh mà mình có và hạn chế nhược điểm của bản thân. Tóm lại là người tuổi Hợi rất thích hợp với những nghề không có nhiều biến động thay đổi. Trong kinh doanh, khi nào có dấu hiệu tranh chấp chính là thời cơ có thể thu lợi lớn. Việc phát triển sự nghiệp chủ yếu là bình lặng, thuận chiều. Tháng cuối cùng của năm 2022 có thể gọi là tháng gặt hái thành quả của người tuổi Hợi. Bạn đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực, khiến nhiều người ngưỡng mộ, chủ yếu là bởi bạn đã cố gắng dựa vào sức của chính mình, còn may mắn chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy bạn mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, tam hội cho thấy bạn làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao xây dựng từ trước giúp bạn tiếp cận được với nhiều cơ hội đáng quý. Đồng thời, nếu có gặp phải khó khăn, bạn cũng không hề đơn độc, bởi mọi người luôn sẵn sàng cổ vũ, động viên và cho bạn sức mạnh. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn đang ôm những khát vọng cao xa, nên nhớ rằng càng cố gắng bao nhiêu, bây giờ càng vất vả bao nhiêu, thì tương lai càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Trên phương diện tài lộc, bạn tỏ ra là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, sẵn sàng xông pha để đạt được lợi ích mà mình mong muốn. Nhiều cơ hội phát tài, phát lộc xuất hiện trước mặt bạn và điều mà bạn cần làm chính là nhanh tay nắm bắt thời cơ thuộc về mình. Theo tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch của tuổi Hợi, cuối năm có thể bạn sẽ phải bôn ba khá nhiều để chiều lòng khách hàng, nhưng đó chính là yếu tố cần thiết nếu như bạn muốn làm giàu. Rất tiếc là trên phương diện tình cảm, bản mệnh lại không đón nhận được những tín hiệu tích cực. Có thể là bạn đang quá bận rộn với việc làm giàu nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến nửa kia hoặc gia đình mình. Chẳng ai có thể làm hoàn hảo mọi thứ cùng một lúc. Song bạn cũng nên sắp xếp thời gian để có thể cân đối mọi việc. Như vậy sẽ tốt hơn với chính bản thân bạn và tất cả mọi người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị hai con giáp may mắn nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!